Kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa toàn thể quý bạn đạo. Con tên là Tôn Nữ Lương Thu, được ban tổ chức phân công điều phối cái chương trình của buổi lễ bế mạc hôm nay. 3 ngày đã đi qua rất là nhanh và tối hôm nay đã là tối bế mạc. Trước hết, con xin mời một số bạn đạo lên đây phát biểu cảm tưởng. Trước hết, xin mời bác Tôn Nữ Mộng Chi, đại diện cho bạn đạo Atlanta, Georgia, lên phát biểu cảm tưởng. Dạ, xin mời bác Chi. Dạ, kính thưa chư vị bề trên, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy cùng ban tổ chức Đại hội Vô Vi Quốc tế, bạn đạo gần xa. Kính thưa Đức Thầy, chúng con vô cùng cảm động, không bút nào tả được Đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ 34 được Đức Thầy đặt tên Học và Hành, đang được tổ chức tại khách sạn Marriott Marquis. Đã được 3 ngày nay, 3 ngày Tết Vô Vi. Chúng con vô cùng biết ơn và cảm tạ chư vị bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy và ban tổ chức Đại hội Vô Vi Quốc tế đã bỏ nhiều ngày qua Atlanta, ngày đêm không ngày khó khăn. Từ quang Vô Vi đang bàn bạc khắp nơi tại Atlanta và các phụ cận, đem tình thương xây dựng quần sanh. Đức Thầy đã cho chúng con có cơ sở tâm linh, có nơi tu học, hành thiền, ấm cúng. Chúng con nguyện duy trì và mãi nhớ ơn Đức Thầy. Chúng con cúi đầu kính bái. Xin cảm ơn bác Chi. Để tiếp theo, đã trong vùng châu Mỹ, xin mời em Châu Bảo Khanh, bạn đạo California, lên phát biểu cảm tưởng. Kính thưa chư vị bề trên, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy và cùng chào đón tất cả quý bạn đạo. Dạ thưa. Dạ thưa con, tên là Bảo Khanh, sinh hoạt tại trụ sở xây dựng Vô Vi ở miền Nam Cali. Hôm nay con thật là vinh dự để được ban tổ chức mời lên đây để phát biểu cái cảm tưởng của mình. Dạ, đối với con, được tham dự Đại hội Vô Vi là một niềm vinh dự và ơn đức rất lớn của người tu Vô Vi chúng ta. Mặc dù hôm nay Đức Thầy không còn hiện diện ở nơi đây bằng xương, bằng thịt, nhưng mà trong lòng con, và con cũng tin chắc rằng trong lòng các quý bạn đạo nơi đây, vẫn luôn hiện hữu có Đức Thầy, vẫn luôn cảm nhận được luồng thanh quang điển lành mà Thầy đã ban chiếu cho chúng ta. Từ ngay giây phút đầu tiên khai mạc đại hội. Dạ thưa, có đúng vậy không ạ? Dạ, nhân dịp này chúng ta mới có cơ hội gặp lại tất cả các bạn đạo trên toàn thế giới để cùng chung vui, cùng học hỏi những điều hay mới lạ, cùng trao đổi và ôm lại tất cả những điều mà Thầy dạy cho chúng ta. Những điều đó rất có giá trị và bổ ích đối với chúng con. Từng mỗi câu chân ngôn của Đức Thầy được các bạn đạo nhắc nhở trong giờ ôn tập như vẫn còn
động lại tình thương của Thầy và hơi ấm của Thầy như vẫn vang vang đâu đó trong lòng con. Hình bóng Thầy vẫn còn ở nơi đây, nhưng vẫn luôn nhắc nhở chúng ta rằng các con hãy luôn học và hành làm sao cho xứng đáng là những người con của Thầy. Vẫn luôn nhắc nhở chúng ta rằng học và hành những gì Thầy đã để lại cho chúng ta, đã giảng dạy cho chúng ta, để chúng ta có thể tu tâm sửa tánh, tự tiến bước trên con đường tu học của mình. Như Thầy hằng dạy là chúng ta hãy luôn luôn tự tu tự tiến, mặc dù Thầy không còn ở nơi đây. Thật sự con cũng rất là rung khi biết rằng mình được mời lên đây, nhưng mà con cảm nhận rằng lên đây vì muốn được hưởng được luồng thanh điển mà chư vị bề trên cũng như Đức Tổ Sư, Đức Thầy ban chiếu cho chúng ta, và cũng cảm thương cho ban tổ chức rất nhiều đã bỏ công sức của mình từ những việc nhỏ cho đến việc lớn mới thấy rằng cái tâm phục vụ của bạn đạo chúng ta rất là cao quý, cũng giống như là một chiến sĩ tình thương của Thầy luôn luôn đem công sức của mình và những điều mà Thầy đã dạy cho chúng ta để áp dụng trong cái cuộc sống mà như Thầy đã nói là đời đạo song tu. Điều đó chứng tỏ rằng trong lòng chúng ta luôn luôn mãi có Đức Thầy, phải không quý bạn đạo? Dạ. Vậy nhân cơ hội này với chủ đề học và hành, con nghĩ rằng mỗi chúng ta hãy tự hứa với mình như một điều niệm nguyện với Đức Thầy là chúng ta luôn mãi xứng đáng và thực hành. Vì bao nhiêu lời nói cũng không đủ, bao nhiêu lời nói có ca ngợi Đức Thầy cũng không đủ và cũng bằng thừa. Chi bằng chúng ta hãy biến những lời nói đó bằng thực hành. Làm sao học và hành, luôn mãi học và hành những điều Thầy đã dạy cho chúng ta. Học làm sao cho thấu đáo, hành làm sao cho đúng đắn, để chúng ta không hổ thẹn với Đức Thầy sau này nha các bạn. Dạ, con xin cảm ơn tất cả quý bạn đạo đã lắng nghe. Con xin hết. Rất cảm ơn em Bảo Khanh. Nghe Bảo Khanh phát biểu cảm tưởng, em tin là thế hệ tương lai, thế hệ trẻ tiếp theo sẽ đi theo con đường của Thầy và của các anh chị đi trước. Dạ, tiếp theo em cũng xin mời một bạn đạo trẻ của vùng châu Mỹ là em Nguyễn Phi Hoàng. Xin mời em Hoàng lên phát biểu cảm tưởng. Con kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy, kính thưa bề trên và kính thưa quý bạn đạo. Con là Nguyễn Phi Hoàng ở Nashville, Tennessee. Con rất là vui được tham gia đại hội kỳ 34 tại ở Atlanta, học và hành. Con cũng thấy là cũng rất là hạnh phúc được về chung vui với tất cả bạn đạo, và cùng vui với gia đình. Con cũng xin cảm ơn bề trên, Đức ông Tám, Đức ông Tư và ban tổ chức đã cho thực hành cái đại hội.
Sau này con cũng lúc mà có văn nghệ, con cũng nghe rất là hay. Con cũng để dành một chút thời giờ để viết một câu thơ cho tặng cho bạn đạo. Học và hành, siêng năng học hỏi tới nơi, đi nơi nào nên biết nơi đó. Người ta nói rằng mực thì đen, rằng đèn thì sáng. Tôi chọn hành thiền và ánh sáng vô vi. Nguyên cứu tiến tới như mũi tên, không ngại gió và sống, đến nơi đắc đạo. Lúc đó đi thì mũi tên đi tới thẳng đến nơi đắc đạo. Lúc đó giấy tờ đầy đủ, đi thiên đàng, thế gian, địa ngục, không sợ người ta bắt lại. Chị thích nhất câu cuối của Hoàng, đi nơi nào cũng không sợ bị người ta bắt lại. Tiếp theo, tại vì châu Mỹ khá đông cho nên xin được ưu tiên dành cho nhiều bạn đạo được lên phát biểu cảm tưởng. Thì bạn đạo thứ tư con muốn mời là bạn đạo Đoàn Văn Tính, bạn đạo Boston. Dạ, xin mời anh. Con Đoàn Văn Tính, bạn đạo Boston. Xin thành tâm đảnh lễ Đức Tổ Sư, Đức Thầy Vĩ Kiên cùng chư vị bề trên. Và thành tâm hướng về các bạn đạo năm châu đến tham dự Đại hội kỳ thứ 34 Học và Hành năm nay. Thật sung sướng khi bước lên cái khán đài theo sự yêu cầu của các bạn. Trước tiên, thành thật cảm ơn các bạn đạo địa phương Atlanta, Georgia đã khổ công xin tổ chức cái đại hội to lớn như hôm nay, cũng như ban tổ chức, các vị hội trưởng đã góp công góp sức thu thập những tài liệu của Đức Thầy đã dạy cho chúng ta bao nhiêu năm qua trên con đường học đạo. Qua cái sự tổ chức của các bạn trong ban tổ chức, tôi có cái cảm nhận thật sự rất là chu đáo. Từ cái sắp xếp cho đến các cái tổ chức sống riêng, sinh hoạt riêng, có nhiều cái sự trao đổi thật là hay trong cái vấn đề học và hành. Cũng như chúng ta tham dự trong 3 ngày đại hội, từ giờ giấc cho tới thức ăn cũng thật chu đáo. Không biết nói gì hơn qua cái cảm giác và cảm nhận. Phát biểu đây thành thật, rất là
sung sướng khi được tham dự cái đại hội 34 học và hành. Tôi cá nhân cảm thấy rất là đầy đủ ý nghĩa từ những cái sưu tầm của các bạn chịu khó lọc ra, lựa ra để trao đổi lại cho các bạn học thêm, hiểu thêm và nhớ thêm để hành cho đúng. Vì cái sự khó khăn, khổ cực của Đức Thầy đã trải qua bao nhiêu năm dạy dỗ chúng ta từ ly từ tí, từ cái miếng ăn, từ giấc ngủ, hầu như nhất nhất Đức Thầy đều quan tâm cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải cố gắng quyết tâm đi thẳng về con đường đạo, đi theo gót chân của Đức Thầy. Chúng ta phải có một cái niềm tin, niềm tin sáng sủa của vô vi. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn. Và thành thật cảm ơn ban tổ chức. Dạ, xin cảm ơn anh Tính. Để tiếp theo, con xin mời anh Triệu Liệp Biên, bạn đạo Paris, Pháp Quốc, lên phát biểu cảm tưởng. Dạ, xin mời anh Biên. Em tên là Triệu Liệp Biên, bạn đạo ở Paris, Pháp Quốc. Lần đầu tiên được lên sân khấu để phát biểu ý kiến, phát biểu cảm tưởng. Nói về đại hội thì năm nãy cũng đi hết, năm đã theo dõi đại hội mười mấy năm nay, mà em thấy đại hội mình á, phát triển càng ngày càng lớn, càng ngày càng tinh vi, càng ngày càng tốt đẹp về dân linh, về tâm linh và vật chất. Em thấy ba ngày đại hội này rất là hạnh phúc, rất là ấm cúng, được hưởng nhiều giây phút rất là cảm động. Em không biết nói gì hơn là cảm ơn bề trên, cảm ơn Đức Tổ Sư, cảm ơn Thầy đã cho chúng ta được hưởng giây phút hạnh phúc này. Để kết thúc, em xin hẹn gặp lại các bạn đạo năm sau tại Korea, Seoul. Cảm ơn anh Biên. Để tiếp theo, con xin mời chị Nguyễn Thị Trang, đại diện cho bạn đạo Việt Nam, lên phát biểu cảm tưởng. Dạ, xin mời chị Trang. Con xin kính đảnh lễ quý bề trên, kính đảnh lễ Đức Tổ Sư, kính đảnh lễ Đức Thầy. Xin kính chào ban tổ chức, xin kính chào quý bạn đạo quý thương. Con tên là Nguyễn Thị Trang ở Việt Nam. Đã nhiều lần được may mắn đi dự đại hội, nhưng mà cái cảm nhận của con là lâng lâng trong điển quang và tràn đầy cảm xúc, vì thấy bạn đạo đối xử với nhau tốt quá, ân cần nhường nhịn nhau, chia sẻ với nhau, thương yêu nhau nhiều quá. Nhất là ban tổ chức đã hết sức vất vả để mà lo thủ tục cho mỗi kỳ đại hội, những nơi mà tôi làm đại hội, với lại giúp đỡ bạn đạo soạn thảo chương trình cho bạn đạo cùng học cùng tu. Cái
chia nhóm để học rất là vui, còn hỏi đáp và ôn lại phương pháp công phu vô cùng cần thiết và bổ ích. Bởi vì có những cái mà mình tu, tuy là tu lâu rồi mình tưởng mình làm đúng rồi, nhưng mà nhờ những cái hỏi đáp với ôn luyện mà mình phát hiện ra mình sai, dù ít thì cũng là sai ly điên dậm rồi. Ở chỗ mình phát hiện ra mình sai, cái mình kịp thời sửa sai để không có uổng công tu luyện. Cảm ơn ban tổ chức đã lo lắng để cho cái mỗi kỳ đại hội gia đình vô vi được sum họp để mà ăn Tết vô vi. Xin kính chúc ban tổ chức được dồi dào sức khỏe để mà hàng năm tổ chức đại hội dìu dắt nhau trên tu tiến trên con đường đạo, không phụ lòng của Đức Tổ Sư, Đức Thầy đã ban ân phước cho chúng ta. Xin kính chào. Xin cảm ơn chị Trang. Để tiếp theo, xin mời bạn đạo Dương Thế Hùng là bạn đạo vùng Melbourne, Úc Châu lên phát biểu cảm tưởng. Dạ, con xin đảnh lễ chư vị bề trên, Đức Tổ Sư, Đức Thầy Vĩ Kiên. Con xin kính chào quý bạn đạo. Con tên là Dương Thế Hùng, xin đại diện cho phái đoàn bạn đạo Úc Châu lên phát biểu cảm tưởng. Lần đầu tiên đến Atlanta, phi trường rất là lớn và nhộn nhịp, thành phố sạch sẽ, nhưng food court thì đóng cửa hơi sớm. Chương trình đại hội học và hành năm nay đặc biệt hơn những năm qua. Bằng chứng là có vài bạn đạo vừa học xong đã nhảy lên sân khấu hành liền tại chỗ, để chứng minh là học thì phải hành, học mà không hành thì sẽ không có kết quả. Con xin dứt lời. Xin kính chúc quý bạn đạo trình lộ bình an. Để kết thúc, nãy có bạn đạo kia làm được mấy câu thơ, làm ngồi dưới cũng ráng nặng được hai câu. Không biết đúng không, nhưng mà về đề tài học và hành. Học và hành như hình với bóng, học không hành như đèn đứt bóng. Xin kính ơn quý bạn đạo. Dạ, quý bạn thấy hai câu thơ của anh Hùng có hay không? Và cuối cùng, em xin mời anh Lê Minh Hồng là bạn đạo vùng Calgary, Canada, vùng mà đã không được bầu chọn cho năm sau, để lên phát biểu cảm tưởng. Dạ, xin mời anh Hồng. Kính thưa chư vị bề trên, kính thưa Đức Tổ Sư, kính thưa Đức Thầy và kính thưa toàn thể bạn đạo. Con tên Lê Minh Hồng, hiện cư ngụ tại Calgary, Canada. Con xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức đại hội vô vi học và hành kỳ 34 2015 tại Atlanta. Những buổi học trao đổi thảo luận của chúng con thật là bổ ích với chương trình ôn lại phương pháp thực hành do anh Bảo đảm trách, rất là cần thiết cho chúng con. Cũng như là con cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn đạo trong các bang đã phục vụ đưa đón, cũng như là trong bang văn nghệ đã tổ chức một cái đêm văn nghệ thật là xuất sắc và bổ ích. Và sau cùng con cũng xin kính chúc tất cả các bạn đạo được bình an, tu hành tinh tấn.
Cảm ơn anh Hồng. Thưa quý bạn, để có được cái sự thành công tốt đẹp của kỳ đại hội Vô Vi lần thứ 34 học và hành thì phải nói đến sự đóng góp trước hết của bạn đạo địa phương đã giúp sức trong công việc chuẩn bị cũng như là giúp cho công việc ẩm thực. Bởi vì giống như anh Hùng nói, food court đóng cửa sớm quá. Thành bạn đạo địa phương đã hỗ trợ cho cái phần ẩm thực. Ngoài ra, cũng xin ban tổ chức cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các ban đã làm việc tích cực để chuẩn bị và giúp cho đại hội được thành công. Xin gửi lời cảm ơn đến ban tiếp tân, ban chuyển vận đã phải rất là cực khổ để đi đón bạn đạo từ phi trường rất là xa và phi trường cũng rất là rộng lớn. Thành ra phải mất rất là nhiều thời gian. Ban trang trí và ban kỹ thuật đã phải set up cái sân khấu đến 3 lần. Cho nên có nhiều công việc hơn các năm trước. Cũng xin thành thật cảm ơn ban tu học đã bỏ công nghiên cứu, soạn thảo những cái chương trình tu học rất là hữu ích cho bạn đạo. Và ban thông dịch cũng đã làm việc ngày đêm để giúp cho các bạn đạo ngoại quốc có cơ hội hiểu được những cái diễn biến đã xảy ra trong đại hội. Và cuối cùng là xin gửi lời cảm ơn đến ban văn nghệ đã cho quý bạn đạo một cái buổi văn nghệ rất là xuất sắc, đủ mọi hình thức ca nhạc kịch với các nghệ sĩ trình diễn đủ mọi lứa tuổi. Và cuối cùng xin thành tâm cảm tạ, ban tổ chức xin thành tâm cảm tạ tất cả quý bạn đạo đã không ngại đường xá xa xôi, đã bỏ thời gian về đây chung vui cùng tất cả mọi anh em để có được cái đại hội ngày hôm nay. Xin quý bạn cho một tràng pháo tay đến tất cả. Năm sau, đại hội 2016 đã được bầu chọn tại thành phố Seoul, Đại Hàn. Sau đây xin mời chị Huệ Mai đại diện cho ban tổ chức của đại hội năm nay 2015 trao bài thơ Tâm Giao Bình Đẳng cho chị Cẩm Tú đại diện cho vùng địa phương tổ chức vào năm sau 2016. Dạ thưa, con xin đọc bài thơ Đại hội Vô Vi Quốc tế kỳ 35 năm 2016 được đặt tên Tâm Giao Bình Đẳng. Chiều sâu quy một chẳng phân hai, lý thú chung vui tự tiến hoài, thống khổ chẳng còn quy mối đạo, thành tâm hành khổ cảm thông hoại, vĩ kiên. Dạ xin cho con được phép đọc lại một lần nữa. Tâm giao bình đẳng, chiều sâu quy một chẳng phân hai, lý thú chung vui tự tiến hoài, thống khổ chẳng còn quy mối đạo, thành tâm hành khổ cảm thông hoài, vĩ kiên. Và tiếp theo đây xin mời chị Huệ Mai đọc diễn văn bế mạc đại hội 2015 học và hành. Dạ xin mời chị Mai. Chúng
Chúng con xin thành tâm đảnh lễ chư vị bề trên, đảnh lễ Đức Tổ Sư, đảnh lễ Đức Thầy. Kính thưa quý bạn đạo, hôm nay là ngày chót của Đại hội Học và Hành. Dù biết rằng có tụ thì phải có tan, nhưng trong lòng chúng ta chắc ai ai cũng còn luyến tiếc những giây phút thanh nhẹ trong ba ngày Tết vô vi vừa qua. Chúng tôi có cảm tưởng rằng mỗi ngày anh em bạn đạo chúng ta càng vui hơn, tâm thức càng nhẹ nhàng hơn, quên hết chuyện thế gian như đóa hoa sen trên logo đại hội đang nở rộ thật xinh đẹp. Ngày đầu tiên, bạn đạo hăng hái đóng góp các chân ngôn của Đức Thầy để nhắc nhở chính mình và anh em bạn đạo. Dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng chúng ta đều phải cố gắng trên bước đường tu học. Kim chỉ nam Đức Thầy để lại cho chúng ta là một kho tàng vô tận, không bao giờ vơi, nếu chúng ta trì tâm nghiên cứu và học hỏi. Ngày thứ nhì, các nhóm tu học vang vang tiếng cười, chúng ta thật là may mắn. Tu mà hạnh phúc quá, như luôn luôn có luồng điển quang của Đức Thầy thương yêu ấp ủ chúng ta, và người cha yêu quý luôn ban chiếu cho chúng ta trong suốt ba ngày Tết vô vi. Đến ngày thứ ba, trong buổi văn nghệ thật cảm động, các bạn đạo diễn viên đã bỏ ra rất nhiều công sức để cống hiến cho mọi người những nhạc cảnh thật cảm động, và nhất là màn kịch Gia đình hồn vía ngũ tạng thật thấm thía. Vô vi không tuổi tác, từ già đến trẻ, tất cả quý bạn đã hăng say đóng góp trong mọi lĩnh vực, từ tu học, văn nghệ, kỹ thuật, ẩm thực, vân vân. Và nhờ sự phát tâm của quý bạn đạo nên đại hội mới được thành tựu tốt đẹp ngày hôm nay. Chúng tôi thành thật cảm ơn tất cả quý bạn đã phục vụ vô quái ngại. Nhớ lời Đức Thầy thường nhắc nhở, sát xa nhưng tâm không xa. Anh em chúng ta chia tay nhau nhưng không xa cách, vì hàng đêm chúng ta đồng tu thiền để vun bồi điển quang và hòa tan với tình thương của trời Phật. Ước mong đại hội năm nay quý đã đem lại nhiều tiến bộ cho quý bạn, và kính chúc quý bạn một năm học và hành tinh tấn để chúng ta đồng phát triển tâm thức và sửa soạn cho đại hội Tâm Giao Bình Đẳng 2016 tại thành phố Seoul, Hàn Quốc. Nay xin quý bạn đạo hãy cùng chúng tôi lắng nghe Đức Thầy tuyên bố bế mạc đại hội. Thành thật cảm ơn quý bạn. Phải biết mình có khả năng tu sửa, nên cố gắng tu sửa hơn để tiến tới vô cùng. Đường đi còn dài, không phải ngắn ngủi như chúng ta tưởng đâu. Nhìn tôi mới thấy rằng tôi trước kia cũng như các bạn, nhưng mà bây giờ tôi đã 76 tuổi, đường nó dài như vậy, còn dài nữa. Càng tu thì về trên càng chứng giám và lưu dụng chúng ta tại mặt đất. Chúng ta phải kiên nhẫn và học trật tự trước hết. Nếu chúng ta không trật tự, đời sống của chúng ta không có đàng hoàng, làm sao ảnh hưởng người kế tiếp được? Trật tự trên hết là vậy. Và hôm nay vô vi, tôi đơn thân độc mã rời khỏi Việt Nam ra đây, đến ngày hôm nay có trật tự tương đương thoải mái để cho mọi người cộng hưởng, là chuyện đó
phải dày công làm việc. Người ta dệt một cái áo cũng phải dày công. Mà tôi là chuyên môn dệt tình thương và đạo đức, khó khăn hơn cái áo nhiều. Bao nhiêu nước mắt thay đổi, bao nhiêu khổ cực nhịn nhục, bao nhiêu sự lấn áp của bên ngoài, nhưng mà tôi vẫn thành tâm tu tiến. Và tôi tin con đường tôi đã và đang đi, và các bạn sẽ đi, chúng ta sẽ đạt tới khung cảnh tốt đẹp ở tương lai. Hôm nay là ngày chót, duyên lành đến, chúng ta đã cộng hưởng không ít. Chúng ta thấy rõ một nhóm người thật sự phát tâm, đã làm việc cho chung bất kể ngày đêm. Nhiều đó cũng đập vào óc cho chúng ta và ảnh hưởng chúng ta rất nhiều. Và bạn đạo được cơ hội an vui và thành tâm đóng góp trong xây dựng. Đó là duyên lành chúng ta đã cộng hưởng, thấy được, nhìn được, học được và tự nguyện sẽ tiến tới tốt hơn ở tương lai. Từ giờ phút này tôi xin tuyên bố bế mạc và chúc các bạn thượng lộ bình an. Kính xin bạn đạo đứng vị để lễ làm lễ tưởng niệm, để mà hướng về bàn thiên và rước tiễn cờ. Xin mời ban tổ chức lên làm lễ trước bàn thiên. Chào bạn đạo.